Chào các bạn. Trong video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ngăn kéo tủ nhôm, hay còn gọi là học kéo tủ nhôm. Thì các bạn thấy video hay hữu ích, nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thì để làm học kéo nhôm, đầu tiên các bạn chia xương cái mặt học tủ kéo nhôm. Thì các bạn sẽ đua cái chiều ngang của mặt học ở đây là 40. Và chúng ta đo chiều cao của mỗi mặt học này là ở đây thì nó là 22 cm, ba cái học đều nhau như vậy. Ở đây cái mặt học tôi sử dụng cây cánh lớn của G. Khi nãy chúng ta đo là chiều cao của nó là 22 thì chúng ta cắt 21.5 ly được à. Chiều này 40 thì chúng ta sẽ cắt cái mặt học của nó là 39 3 ly 4 ly gì cũng được. Để mỗi bên của nó là hở ra khoảng 2 ly mấy 3 ly gì đó là được rồi. Thì chúng ta đóng cho nó vào. Và ở đây tôi sử dụng thêm cái cây cánh trơn tủ nhũa. Ở đây tôi sử dụng cái cánh trơn tủ nhũa để tôi làm các cái khung để làm hộp của cái học kéo này. Thì ba cái học tủ thì tôi sử dụng ba mặt học lớn và sử dụng cái cây cánh trơn tủ nhũa và cắt thành 6 khung. Đây là cái học cái mặt học của nó. Ở đây 6 cái khung nhũa này thì các bạn có thể đóng chiều dài của nó là nó tương ứng với cái chiều sâu của cái tủ dưới bếp nhôm, tủ nhôm dưới á. Thì chiều sâu của nó thì còn ví dụ như cái kia là nó sâu 50 thì cái này nó chúng ta đóng khoảng 45 thôi. Cái mặt học này thì chúng ta cắt góc 45 độ. Chúng ta đóng kia và chúng ta bỏ tấm vào. Ở đây tôi dùng tấm alu vân gõ. Thì các bạn có thể dùng lá hộp nhôm các bạn bỏ vào cũng được, nó càng cứng nè. Thì ở đây thì tôi có alu vân gõ thì tôi bỏ alu vân gõ luôn. Ta bỏ vào và chúng ta ép góc lại. Rồi chúng ta nếu như dùng alu thì chúng ta dùng nẹp nhựa. Chúng ta nhét nó vào phía trong này cho nó cứng cái mặt học lại. Ở đây tôi sử dụng cái nẹp nhựa 5 ly nên tôi phải dùng 2 cây. 2 cây tôi nhét vào một khe thì nó mới cứng được. Nếu chúng ta nhét một cây thì nó hơi lỏng nên tôi nhét 2 cây. Tương tự ở phía bên này cũng vậy, chúng ta sẽ nhất dắp vòng xung quanh cho cái mặt học nó cứng lại. Sau khi chúng ta đóng xong cái mặt hộp này thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm cái phần hộp của cái học kéo này. Thì cái hộp của học kéo á, thì các bạn sẽ đua cái đường dây này. Cái đường dây thì các bạn sẽ mua cái loại nào các bạn sẽ đua theo cái đường dây đó.
Ở đây tôi dùng cái tay bi ba tầng. Rồi, tay bi ba tầng. Thì các bạn sẽ đo xem cái độ dày của nó là bao nhiêu. Thì ở đây tôi đo nó được 1/2. Vậy chứ là hai bên mình phải trừ đi đóng hộp. Mình chỉ phải trừ đi là 2/4. Nhưng cái cánh này mình đã cắt luôn đi 6 ly, 5 ly hoặc 6 ly khi nãy rồi. Cho nên chúng ta sẽ trừ đi mỗi bên 1/1 nữa thôi. Là hồi nãy chúng ta sẽ bắt cái đường dài này vào. Thì là nó sẽ vừa luôn. Đó, các bạn nhớ cho tôi là như vậy. Bây giờ tôi sẽ vạch, tôi đánh dấu để chúng ta bắt hộp. Tôi dùng cái này để cho bạn dễ hình dung. Hồi đó chúng ta sẽ làm hộp này. Đây. Đây, đánh dấu bằng cái thước vạch này. Tiếp theo là từ cái khung nhỏ này, các bạn sẽ tháo một đầu ra và các bạn sẽ lấy khoan. Ở đây các bạn khoan cho tôi 2 lỗ được rồi. Các bạn khoan lúng luôn. Bạn thay mũi khoan 7 ly vào. Đó là các bạn khoan lại cái mặt nhôm của phía bên trong này một chút thôi. Các bạn khoan cho nó vừa thập cái đầu của đáo được rồi. Các bạn đừng có khoan lúng qua bên kia. Các bạn đi khoan một mặt thôi. Còn mặt bên này vẫn là 3 ly. Để chúng ta bắt con ốc cho nó cứng. Sau đó các bạn sẽ bắt cái cây này vào. Thì các bạn sẽ lưu ý là các bạn sẽ bắt từ cái dấu dưới này. Các bạn bắt lên bằng cái mí mực mình mới đánh dấu đây. Ở đây thì dùng vít thạch cao 2/2. Các bạn bắt bằng vít thạch cao 2/2 cho nó cứng cũng được. Sau khi chúng ta bắt xong các cái thanh này cũng bắt đầu vào cái mặt phòng tủ này thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bỏ tấm vào, bỏ alu vào.
vào cái khung nhũa này. Chờ chúng ta sẽ lắp nó vào. Bạn sẽ thấy là nó hình thành được cái hộp tủ của đấy. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo cái chiều ngang của cái khung này lại một lần. Chúng ta sẽ đo cái này và chúng ta tiến hành cắt 6 cây 20 hoặc 13 hay 12 25 cũng được. Vậy chúng ta làm chúng ta sẽ bắn lên cái đường đuôi của cái hộp này. Chúng ta sẽ cắt cái cây này. Các bạn thấy là tôi cắt tới cẩn cái ngàm này. Chừa là một bên thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chốt IV lại. Vậy là xong cái khung của cái hộp tủ này. Bây giờ các bạn chỉ cần cắt tấm, các bạn tháo vào lên trên này, các bạn bắn IV lại. Tương tự phía dưới này cũng vậy. Dưới hộp tủ này chúng ta cắt tấm, chúng ta đặt vào, chúng ta bấm IV lại. Còn đối với cái mặt hộp alu này thì chúng ta sẽ nhét nẹp lại cho nó khỏi lắc. Chúng ta sẽ nhét từ phía ngoài nhét vào cho nó đẹp. Sau khi chúng ta bắn xong thì còn cái phía bên trong này nữa, nó chúng ta sẽ kẹp một cái V từ dưới lên.
bạn xem tôi kẹp. Chúng ta kẹp PP này lên. Sau đó chúng ta sẽ bắn cho 2-3 con IV đây cho nó giữ lại. Vậy là xong cái hộp, bây giờ chúng ta bắn đường dây vào nữa là xong. Cái mặt của cùng nhựa là nó ở phía sau. Thì các bạn kéo ra, các bạn để ý vật lưng của nó này. Nó sẽ có một cái lấy gà, chúng ta quật cái lấy gà một cái là chúng ta lấy được cái thanh này ra. Chúng ta bắn vào cho nó rẻ. Chúng ta bắn thì chúng ta cách cái mặt tủ ra khoảng phân dưới 2 phân là được rồi. Thì chúng ta mà bắn xong rồi thì chúng ta sẽ đưa nó vào. Ở đây chúng ta đưa vào thôi, đưa vào từ đằng sau này lên. Tới. Nó tự động nó vào. Các bạn bấm cái dây phía trong này vào. Thì ở đây á các bạn sẽ cặp một cái hộp. Đây các bạn này, quan sát là cái hộp này các bạn để cho nó phủ ra cái ngoài 3 ly. Các bạn để ý là nó cho nó lồi ra 3 ly. Sau đó các bạn sẽ lấy thước, các bạn đua từ cái hộp này, mặt cái hộp này vào tới con IV này, chính là tâm của đường dây. Thì đây, tôi đo ở đây là sẽ được 3 phân. Được 3 phân, như vậy thì sau đó thì các bạn sẽ bấm một các thanh hộp mà ngang này. Để hồi nữa chúng ta bắt đường dây. Thì các bạn bấm nó từ phía dưới này lên đến tim này là 3 phân. Như vậy lúc ta lắp vào là nó sẽ chuẩn luôn. Chúng ta ít phải căn chỉnh. Bây giờ tôi sẽ vào một cái hộp kéo cho các bạn xem. Thì các bạn muốn vào được cái hộp tủ á, các bạn phải lắp cái đường dây này vào này. Các bạn phải lắp đường dây vào. Các bạn để trạng thái là nó đóng vậy rồi. Sau đó các bạn cho vào. Thì các bạn sẽ căn cái đầu mép của cái đường dây này, các bạn vạch dấu. Các bạn vạch dấu nha, vạch dấu bằng cái đầu mép của đường dây nha. Vạch dấu ngang một cái thanh nhôm này. Rồi, sau đó các bạn sẽ lấy ra. Lấy ra, chúng ta sẽ tháo cái đường dây này ra. Đây đây, có nó cái lưỡi gà, chúng ta gạt xuống chúng ta lấy nha. Đó. Sắp xếp ra. Chúng ta ở bên kia các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắn cái đường dây này vào theo cái dấu. Thì ở đây. Các bạn cầm cho nó giữa cái đường dây luôn.
bạn cam cho dưa đang dai rồi các bạn đánh bắn IV lại. Chúng ta sẽ lùa tới lùa lui cái dây này để chúng ta tìm tìm lò bắn IV. Các bạn lưu ý là các bạn phân lùa tới lùa lui để tìm các cái lỗ nó khoan sẵn rồi để mình bắn IV cho nó chắc. Bây giờ tôi sẽ vào hộp tủ cho các bạn xem. Thì để vào hộp tủ thì các bạn kéo cái dây nó dài chút. Bên này cũng vậy. Rồi. Tôi sẽ đưa nó vào. Đây là ta chưa bắt tay nắm. Rồi chúng ta bắt tay nắm nữa là sao? Thì cái tủ này là còn phải ốp đá rồi chúng ta bắt cố định vào tường thì nó sẽ cứng. À, tương tự như ba như tương tự như cái hộp tủ này thì hai cái hộp tủ kia cũng vậy. Chúng ta cũng bắt như vậy.